kênh giải trí của năm. Tôi đãi mà. Kênh dạ, Pháp dạ, TV. Dạ được, dạ được. Dạ, ba chén súp di cá. Ừ. Ba chén là 15 triệu lận á. 15 triệu. À 4 chén luôn đi cưng. Nha. Cho con chó nhà anh ở nhà bữa giờ nó ăn sơn hào hải vị sợ nó bị bệnh gút. Kênh ghiền mì cỏ. Bè đi. Ok, bây giờ lại lấy hình ra nha. Ok, à, thử nha. 1, 2, 3. Ê, gì vậy? Bí. Trời ơi. Không lẽ sinh ba hả? Kênh Monster NTN. Tôi đã dính xong cái chuột của nó để các bạn nhìn thấy. Ai đấy? Úi giời. Kênh hài của năm. Thay mặt cho chú con là bây giờ con kênh Hoài Linh mình hợp đồng mình làm cho nó rõ ràng. Là bây giờ là một đêm là cô muốn móc mấy tiếng? Thấy có giờ có thời gian quy định nào mà? Cái đêm nào mà cô cũng bắt móc từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng là không chết. Giám đốc cho nên nó giàu, nó lo được cái chuyện đó thì nó nói sao nó mua vé máy bay, nó mua vé tụi bay tôi đi. Không có chiếc máy bay mà để phục vụ mình ông á. Ông muốn thì đây, đây. Chiều mà qua trường Trần Cô Giang tôi chỉ cho. Một mình ông chiếc. Xe máy bay gì vậy? Xe chở hòm á. Lãng nhách. Quen lựu đoạn. Kinh hài anh Đức. Gặp lại được ảnh đây. Làm sao? Đưa tao lại chặn thấy không ơi. Chạy lên, chạy lên. Là chạy, quen lại chặn thấy không ơi nữa hả? Đúng rồi. Thì bạn phải nói chứ. Ừ. Ê. Gì? Quên. Đau. Cái này hồi nãy đau lắm. Nha. Tụi bay có cách nào nhẹ hơn không? Nhạc sĩ của năm Vũ Cát Tường. Em cô gái ngày hôm qua muốn nói Khắc Việt. Muốn hỏi em, muốn nói anh đang thật vui, anh đang hạnh phúc như mới gặp lại ai bao lâu. Chỉ cần Mr. Siro. Tim rung động ca nhạc của năm vì anh là sói ca Đàm Vĩnh Hưng. Em gái mưa piano version Mr. Siro. Thương em như là em gái. Sống xa anh chẳng dễ dàng bảo anh. Có những cảm giác tâm mình chẳng thể phai màu. Dự án phim ca nhạc đột phá, show âm nhạc truyền cảm hứng, giọng ca bolero triển vọng, giải thưởng cống hiến